Thưa sư, trong loạt bài giảng 38 pháp an lành hay còn gọi là 38 pháp hạnh phúc thì chủ đề của ngày hôm nay là để hạnh phúc cần có nết hạnh thấy các pháp diệu đế, nết hạnh làm cho thấy rõ niết bàn. Dạ con thỉnh sư thuyết pháp. Trước khi mà thành đạo hay là trước khi mà thấy được cái tứ thánh đế, người ta có thể gọi là giác ngộ đạo quả hay là thấy được tứ thánh đế là các pháp diệu đế đó, thì Đức Phật là cũng như người thường như chúng ta. Và sau khi Ngài mà thấy được tứ diệu đế rồi đó, Ngài trở thành một vị Phật đã giải thoát hoàn toàn. Thì cũng có nhiều người mà cũng thấy được pháp tứ diệu đế nhưng mà chỉ thành A-la-hán thôi. Thì cũng có người mà thấy được tứ diệu đế mà thành Phật độc giác, rồi những cái người mà đã thành Phật toàn giác tùy theo cái hạnh nguyện và tùy theo cái sự tu hành. Nhưng mà khi đã thấy tứ diệu đế rồi đó là sẽ giải thoát hoàn toàn, và khi đó là mình không còn tái sanh nữa. Như vậy đó, khi mà bạn thấy tứ diệu đế đó, tại sao lại chia ra làm ba hạng như vậy, mà nó có đặc tính cũng giống nhau, nhưng mà khi mà chia ba hạng nó đến cái khả năng đó, khi mà truyền bá giáo pháp của cái vị mà Phật toàn giác đó, thì họ có thể truyền bá giáo pháp được cho rất là nhiều người, nhiều chúng sanh, nhiều cảnh giới. Còn Phật độc giác thì không có truyền bá được nhiều như vậy, chỉ giảng dạy giáo pháp cho được cho một số người thôi. Rồi A-la-hán đó thì cũng vậy, cũng giải thoát giác ngộ, nhưng khả năng là còn thấp hơn, hướng dẫn được ít người hơn. Thì đó là khi mà thấy được tứ diệu đế đó là khi nào mình giải thoát giác ngộ. Thì đó, thì tứ diệu đế đó là đế là tứ là bốn, diệu là kỳ diệu, rồi đế là sự thật, bốn cái sự thật thật là kỳ diệu. Thế nào là kỳ diệu? Kỳ diệu này là nó rất là cao quý. Và cái kỳ diệu thứ hai là đưa người ta đi đến nơi an vui hạnh phúc. Và cái tứ diệu đế đó rất là cao quý rồi, và là đưa người ta đến nơi cao quý. Tứ diệu đế là khuôn bằng thức ngọc hay là một cái tiêu biểu có đầy đủ, không có thể ai mà sửa đổi được. Dầu cho Đức Phật sau này có thuyết pháp về tứ diệu đế cũng dạy đúng như Đức Phật hiện tại, không sai một điểm nào. Thì quý vị nhớ đó, khi mà Đức Phật mà đã ra đời thì đã dạy gọi là chân lý rồi. Tuy nhiên chân lý là nó giống nhau, không có thể nói là Đức Phật này dạy khác Đức Phật kia được. Thành ra về sau này này họ nói là chỉ có Đức Phật này mới cứu độ được tất cả mọi người, còn Đức Phật khác là không cứu độ. Nên đó là họ hiểu hiểu sai. Cũng như họ nói là có bây giờ hiện tại nó là nói khi nào đó mà tôi độ cho tất cả chúng sanh mà giác ngộ rồi đó, thì khi đó tôi mới giác ngộ, tôi mới thành Phật. Nói như vậy thì mình nghe thì thật là không có hiểu lý thế nào cả.
Chưa giác ngộ làm sao có thể mình độ cho người khác được. Nhưng mà bây giờ ở trên thế gian này cũng có, về Phật giáo đó cũng có một một số số người họ có, họ nói họ có hành nguyện, họ nói là họ độ tất cả chúng sanh giác ngộ rồi á thì họ mới giác ngộ, thì cái điều đó thì thật sự nó không có đúng theo cái Phật giáo. Thành ra là mình phải giác ngộ rồi mình mới có thể độ những người khác được, cũng như là mình phải biết bơi rồi đó mình mới có thể giúp cho người, người khác họ bị chìm mình vớt lên được, chứ mình chưa biết bơi mình làm sao mình xuống mình vớt người ta được, rồi thành ra cả mình chết mà cái người nó cũng chết luôn. Do đó đó khi ra mình một người mà giác ngộ thì có ba bậc đó, một vị gọi là toàn giác, một vị gọi là độc giác, một vị là thinh văn giác. Toàn giác là cái vị nó tự mình giác ngộ. Rồi đó, vị thinh văn giác là phải nghe những cái vị mà toàn giác giảng giải dạy dỗ cho mình, rồi khi đó mình mới giác ngộ. Còn Phật độc giác đó thì là cũng tự mình giác ngộ, nhưng với khả năng mà truyền bá giáo pháp cho người khác đó, thì họ không có hành nguyện vậy, họ chỉ muốn là giải thoát mà họ không có muốn dạy cho người khác. Họ chỉ dạy cho người khác làm lành lánh dữ thôi, chứ không có thể dạy cho người khác mình đi đến chợ giác ngộ đạt quả được. Thành khi mà có cái tứ diệu đế là đầu tiên là diệu đế thứ nhất á, là khổ, là phải biết được á, là tất cả mọi sự vật trên thế gian này chúng sanh là có khổ, rồi á phải biết rằng á, cái khổ này đó là nó có nguyên nhân là gì, nguyên nhân là tham ái lãi dục, rồi đó đó là hai cái phần đầu tiên là nói nhận định về cái thế gian này, rồi hai phần sau đó thì chỉ cho chúng sanh con đường mà làm sao thoát khổ. Như vậy cái phần tứ diệu đế nó có là khổ, rồi nguyên nhân khổ, thì như cái khổ như vậy là nó kết quả, mà cái nguyên nhân khổ đó là cái nguyên nhân, thì nguyên nhân đó là do ái dục, do tham ái tham nguyên nhân. Rồi hai phần sau nữa, diệt và đạo. Thì diệt á, là gì, cái nhân á, là diệt á, là cái kết quả, mà đạo là cái nhân, phải tu hành á, bát chánh đạo thì khi đó mới diệt được được cái khổ, thành cái diệt cái khổ đó tất nhiên là niết bàn. Thành ra trong cái tứ diệu đế đó nó có nhân và nó có quả. Ta chưa nhắc lại nè, cái nhân là ví dụ như cái phần đó là khổ tập diệt đạo, khổ đó là cái kết quả, kết quả đó là gì, nó do cái chỗ mà tham ái, bây giờ do tham ái cho nên sinh ra khổ, mà bây giờ muốn hết khổ là gì, là phải diệt cái tham ái thì mới khổ, mà muốn mà khi nào mình diệt hết tham ái rồi là gọi là diệt á, là hết khổ, mà cái cách mà để diệt đó đó là phải thực hành bát chánh đạo. Thành ra thực hành bát chánh đạo là cái nhân mà nó đưa đến cái sự giác khổ. Sự thật của tứ diệu đế khổ tập diệt đạo thì khi người bắt đầu thấy bằng tuệ nhãn thì phiền não bắt đầu là xa lần cho đến khi mà càng thấy rõ, biết rõ, liễu thông thì cái phiền não bắt đầu rút lui thật là xa. Thì khi đó người mà thực hành thiền đó thì khi nào sẽ thấy biết hoàn toàn nhờ cái tri giác của mình, cái trí tuệ tốt đẹp của mình, thì không lúc cho đến khi mà không còn chút phiền não nào trong tâm thì Đức Phật là những người đó là gọi là những thánh nhân. Thì khi mà hoàn toàn như vậy đó, mình khi đó mình mới gọi là A-la-hán. Còn trên cái đường mình tu tập á, thì mới đầu á, thì đắc quả thấp, ví dụ tu Đà Hoàn á, thì diệt trừ được một số phiền não thôi,
rồi hà hầm thánh thứ hai đó là diệt diệt cũng chừng đó thiền não, nhưng mà là mạnh hơn chút xíu. Rồi đó đến khi mà đắc quả thánh thứ ba đó thì diệt được thêm phiền não nữa, thì khi đó là một trong những cái mà mạnh nhất á, là khi đó là họ diệt được cái tâm sân, họ không còn sân nữa. Rồi cứ đến khi mà A-la-hán diệt diệt hết hoàn toàn là các phiền não hoàn toàn, thì khi mà một người giác ngộ đạo quả đó thì mình thường hay mình nói là tứ đế và ba cái luân, đó là mình sẽ giác ngộ từ từ. Ví dụ như là khổ thì mình hiểu lần thứ nhất á, là biết là khổ trên thế gian này có thật rồi đó. Hiểu lần thứ nhì đó thì khổ là mình biết là cái khổ mình phải cần hiểu mình mới giác ngộ. Và hiểu lần thứ ba là biết rõ rằng á, cái khổ mà mình đã giác ngộ và bây giờ hết khổ rồi. Thì tập cũng vậy, diệt cũng vậy, đạo cũng vậy. Thì bài tập cũng là ái dục, mình biết ái dục sinh khổ là có thiền, và biết rằng ái dục phải diệt, và cuối cùng là đã diệt được ái dục rồi, cũng như cũng biết rõ rằng là diệt là có thật, mình phải thực hành để thấy rõ diệt mà ta đã làm cho rõ rệt rồi, là ta đã làm cho nó diệt rồi. Và đạo là phải biết là đạo là có thật và ta đã hành cho rõ ràng ràng để thấy đạo và đã hành đạo đầy đủ rồi, thì cái khổ tập diệt đạo đó là mình thấy khổ tập diệt đạo thôi. Nhưng mà ba cái lần giác ngộ như vậy đó nó bầu sâu xa hơn, cho nên nó biến thành ra là 12, 12 cái. Cái sự hiểu biết mà tứ diệu đế khác với những sự hiểu biết khác, mọi sự hiểu biết trên đời đều thuộc về các tri thức hay trí năng, còn đau khổ cái thấy biết của tứ diệu đế thuộc về thấy biết về cái tuệ tri tuệ giác, bởi vì khi nó là diệt tận cái phiền não rồi. Thì cái mình diệt tận phiền não mà thấy biết có trí tuệ đó, nó khác với thấy trí tuệ thông thường, không có phải là giống như là học giỏi về ngành này ngành kia hiểu biết là những chuyện ở đời, thì chưa có phải là cái trí tuệ giải thoát. Cái trí tuệ giải thoát đó là gì? Nó phải diệt được cái tham, cái sân, cái gì. Bây giờ ta nói về cái tứ diệu đế. Thì diệu đế thứ nhất á, là khổ đế. Thì khổ, khổ là gì? Cái gì mà không cho làm cho mình nó vừa lòng tuệ tuệ là cái đó là khổ đó. Ví dụ như mình đâu có muốn đau mà nó phải đau, mình đâu có muốn thất bại mà nó phải thất bại, cho nên cái đó là khổ. Những gì mình ước ước muốn mà chưa được đó thì mà không được đó là mình khổ. Thì như vậy đó mình thấy là do mình ước muốn, do mình muốn này muốn kia mà không đạt được thì mới khổ. Thì bây giờ mình hành thiền, mình tu theo Phật là gì? Để mình bỏ những ước muốn đi. Mà muốn bỏ những ước muốn đó là làm sao? Mình phải biết gì? Những cái ước muốn mình muốn được như vậy đó, cái đó nó không có phải hoàn toàn đem đến hạnh phúc cho mình. Mà mình biết cái đó là và nó cũng không có giá trị. Thành ra đầu tiên đó là mình thấy khổ. Cái khổ là gì? Thấy khổ bao hàm của mình là thấy biết được sự vật nó không có giá trị, nó không đáng để cho ta mình nắm giữ. Còn lúc đầu là mình khổ đó, là mình còn nghĩ mình á, cái đó là đáng để ta nắm giữ đó, ta phải có nó mới hạnh phúc. Thì về sau mình thấy là có nó cũng được, không có nó cũng được, nó có đâu đem lại hạnh phúc gì cho mình đâu. Thì khi đó mình thấy rõ như vậy, cũng như một người thông thường họ nói là tôi phải có tiền tài, tôi phải có danh vọng, tôi có chuyện này chuyện kia thì tôi mạnh phúc. Nhưng bây giờ mình thấy là những cái đó
mình đâu cần đâu, mình không có cần nữa, mình thấy những cái đó không có đem lại hạnh phúc cho mình thật sự. Thì khi khi đó mình mới mới rõ là những cái đó là những cái khổ. Thì thông thường đó, thì khi mình nghe đến khổ đó, thì mình nói là khổ cái gì? Khổ là mình hay nói là tôi khổ quá, nhưng mà bây giờ là mình thấy khổ thế nào? Nếu mà bây giờ mình xét được kỹ đó, thì khi mình bắt đầu mà đầu thai trong trong bụng mẹ đó, là khi đó bắt đầu khổ rồi. Thì khi ở trong trong thai bào là mình đã khổ rồi. Thì ở trong cái thai bào thì nó là cái bào bào thai đó, thì khi mà mới bắt đầu thành hình đó, thì mới đầu là nó chưa thấy gì, nhưng mà nó thay đổi mãi cho tới khi đủ các bộ phận thì bắt đầu nó thọ khổ. Thì ở trong thai bào đó, thì những người mà khổ trong đó đó là thế nào? Khi mà cha người mẹ mà ăn cái thứ gì vào nóng quá, lạnh quá, cay quá nữa, thì cái thai bào trong đó là nó cũng khổ. Rồi đến khi mà ở trong thai bà mẹ đó mà làm cái việc nặng nhọc, ví dụ như chẳng hạn như trật tay, trật chân rồi té, thì khi đó cái thai bào nó rất là đau đớn và nó có thể chết được mà. Rồi khi mà ở trong thai bào vậy đó, thai bào lớn lên rồi, nó lớn lên như vậy đó, rồi nó khi nó nằm nghiêng bên này, khi nó nằm nghiêng bên kia, nó ở trong nó khi nó nhất là khi mà nó sốc mà sinh ra đó, thì cái đầu nó bắt đầu nó quay xuống, để quay xuống nó là vậy đó, nó rất là khổ khổ và nó gây ra cái sự khổ cho người mẹ đó. Rồi lúc mà cái khổ nữa là lúc mà sanh ra đó, nó rất là gặp khó khăn. Thì thường 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 họ nói là người người ta đi biển có đôi đó, tôi đây đi biển một con một mình đó. Thì khi một một người một con mà được sinh ra vậy đó, người mẹ rất là khổ. Ngày ngày xưa đó những người mà có mang mà đến khi mà sinh ra được con đó, là nó từ cái thời kỳ của mang cho đến khi là sinh được con, là trong cái thai bào chết nhiều lắm, rất là chết rất nhiều, hư thai rất là nhiều. Mà nhưng về sau đó thì kỳ này là mà bị hư thai là rất là ít, thành cái số người mà bị hư hư thai á, mà chết trong đó đó, thì người ta tính ra là như nước Mỹ đó, nó ít hơn những cái tai nạn xe lửa nữa. Còn ngày 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 xưa không, không rất là nguy hiểm. Ngày xưa mà khi chưa có thuốc men kia đó, thì cái thai bào bị hư rất là nhiều. Còn ngày nay đó, cái chuyện mà sát đánh ít hơn cái người mà bị sát đánh nữa. Tại đó, họ có thống kê là ở Mỹ đó, những người mà bị sát đánh mỗi năm đó, là trên 1.000 người. Và những người mà bị xe lửa tông chết đó, nó cũng khoảng trên trên 1.000 người. Nhưng mà còn những người mà bị hư thai đó, là nó dưới 1.000 người. Còn cái họ cũng nói nữa, còn người mà muốn mà trúng số đó hả, trúng số độc đắc đó, cái hy vọng để trúng số độc đắc vậy đó, nó phải là mấy tỷ á, mấy tỷ cái vé số mình mới trúng được một người. Thì khi mà ở từ trong bào thai mình đã gặp nhiều cái khổ rồi, rồi khi mà sinh ra đó, rồi đem những đứa bé đi tắm, thì da thịt nó rất là non, cho nên nó cũng bị khổ rất nhiều. Rồi đến khi mà từ nhỏ mà đến khôn lớn đó, là nuôi dưỡng nó đến đến khôn lớn, nó nhiều cái sự khổ chứ. Lớn lên đó là nó sẽ bị những cái nghiệp cũ mà nó làm ngày xưa đó, thì nó sẽ bị nhiều cái khốn khổ lắm. Có thể có những người mà một trong những cái điều khốn khổ là
người ta hiểu lầm, người ta vu oan giá họa cho nó, rồi là do vu oan giá họa vậy, rồi do những nghiệp cũ mà nó đã quả đó thì làm cho họ rất là đau khổ. Sau đó đấy là hễ mà Đức Phật nó hễ mà còn sinh ra đó là còn khổ, chỉ khi nào mà hết sinh ra thì mình không khổ. Rồi đó mình sinh ra rồi mình cũng có nhiều khi sinh ra làm người nó cũng khổ, mà sinh ra ở như những cảnh giới khác thì nó cũng có những khổ của cảnh giới khác. Thì khi nào mà đừng có sanh đâu thì mới hết khổ. Nhưng mà khi sinh ra rồi đó, rồi nuôi dưỡng cho đến lớn, thì trong thời gian nuôi dưỡng lớn đó, mình càng ngày càng già ra, càng già thì bệnh hoạn nó sẽ đến, và tóc đen thì bây giờ nó biến thành trắng, mắt mình nó bắt đầu nó mờ, rồi tai là nó điếc, thì cái khổ nó đi 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 theo mình. Rồi Đức Phật nói là có hai cái sự già. Già là sự thay đổi hình dáng, nghĩa là khi mình còn nhỏ rồi lớn lên rồi mình thay đổi hình dáng của mình, rồi các cơ quan trong mình đó là nó thấy yếu. Như vậy ai lúc đầu như mình lúc đầu mình không biết, từ từ là những cái khổ nó hiện ra, là khi đó mình mới biết được. Bởi vậy cho nên đó, những người còn trẻ họ chưa thấy cái khổ, nhưng lần 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 lớn lên đó thì cái khổ đến, thì bắt đầu da nhăn, mắt mờ, tai điếc, răng rụng, run rẩy. Thì có những người họ 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 muốn là thắng cái sự già, họ muốn là họ đừng già, cho nên đó họ bắt đầu họ đi đi sửa sắc đẹp đó, để cho họ trẻ ra. Nhưng mà thật sự đó có trẻ ra không, mình gọi là trông nó trẻ ra thôi. Thành ra nó thành ra tiếng Anh nó là lúc dân, chứ đâu phải nói dân đâu, mình phải sửa sắc đẹp. Thì ngay mà trong khi mình là người đương sửa sắc đẹp vậy, thì khi sửa sắc đẹp, ví dụ họ ngồi trên cái nằm đồng mộ họ sửa, thì họ sửa 1 giờ thì mới xong, thì trong 1 giờ đó là họ cũng đã già hơn rồi. Thành ra cái già đó mình không có thể nào ngăn cản được. Rồi có thể mình sửa sắc đẹp này kia đó thì nó chỉ là có thể mà nhìn đó thì nó đẹp hơn, chứ ở bên trong nó cũng đương dân già, nó cũng đương khổ đó, thì đâu phải là cái già nó mới khổ. Và trong khi mình sống trên thế gian này mình còn bị bệnh nữa. Bây giờ cho nên nó có nhiều người đó họ nói là nhất là những tôn giáo khác, họ nói mà có một cái vị thượng đế họ sinh ra con người, thì khi đó là có người, nhất là ông Lão Tử đó, ông nói là sinh ra tôi làm cái gì mà để cho tôi già, tôi đau, tôi chết, tôi gặp những cảnh khổ. Bây giờ những người nào mà nói là Thượng Đế đó, xin là tôi xin trả tôi lại với thời kỳ mà tôi không có chưa có sinh ra. Tại sao mà sinh tôi ra rồi bắt tôi đau khổ vậy? Thành ra như vậy đó thì những cái tôn giáo mà chủ trương là có một vị nào sinh ra con người đó thì không có trả lời được câu hỏi đó. Rồi cũng có nhiều tôn giáo nói là sinh ra con người, nhưng mà họ có sinh ra những vị thiên thần. Rồi thì tại sao là nó là tại sao không sinh ra tôi là thiên thần đây, tôi có tội lỗi gì đâu mà bắt tôi phải sinh ra con người, tôi phải chịu đau khổ. Còn Đức Phật không nói, nó không có phải có một người nào mà không có quyền sinh ra mình được cả, cho nên do cái nghiệp của mình đó, nghiệp mình cho nên mình phải tái sanh, là mình phải nhận chịu những cái gì, cái kết quả của những gì mình ngày xưa. Thì nhiều cái tôn giáo đó họ cũng đều nói có một cái đấng thượng đế sinh ra con người, và có nhiều chỗ là còn còn nói là khi mà đấng thượng đế đó họ muốn sinh ra con người thì nhiều tôn giáo cũng nói là họ lấy cục đất sét rồi ra họ
nó mới nặng lên con người, nặng lên con người rồi nặng lên thú vật, nặng như ngay cả con búa nhỏ nhỏ vậy đó, họ cũng nặng ra. Nặng ra là sao? Rồi khi nó nặng ra nó như như cục đất sét vậy thôi, nhưng mà mình lấy một phần linh hồn của họ đó, họ mới bỏ vô, bỏ cho con muỗi, con mèo, con chó, cho con người vậy đó. Rồi con người đó là họ sinh ra đời, rồi bắt đầu họ tạo những cái điều tốt đằng sau, rồi theo cái nghiệp đó đã tạo cho nên nên họ luân hồi là sinh tử. Rồi như vậy là họ nói là bây giờ người đó phải tu gì? Tu để trở về với cái nguyên thủy. Thành ra họ có, họ nói là có một cái khối linh hồn lớn rồi đó, thì mới vị thượng đế mới rút cái phần linh hồn nó ra, gọi là cái đại linh hồn đó, cái đại đại ngã nó rút vào trong nó ra, rồi mới tạo ra mình những con người ta ra là những cái tiểu ngã. Rồi đó trong thời cái tiểu ngã đó nó mới đi làm cái việc này việc kia, nó tạo ra cái nghiệp, rồi nó sinh tử luân hồi. Cho đến khi nó tu hành rồi đó, nó trở nên trong sạch rồi thì nó trở về là cái đại ngã. Nhưng mà bây giờ người ta đặt câu hỏi nữa là nếu mà khi mình trở về đại ngã rồi, nó tu hành mệt hết sức rồi, nó cũng trở về đại ngã thì lâu 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 cái ông thượng đế là kéo nó ra lại, bắt nó khổ lại thì làm sao mà nó hết khổ được. Thành ra những cái tôn giáo khác đó họ đặt ra vậy, Đức Phật nói là họ đặt ra những cái nếu mà suy nghĩ ra thì thấy rất là vô lý, nó không hợp lý chút nào cả. Bây giờ nói đến là bệnh là khổ, là sau khi bệnh rồi đó, rồi là mình sẽ đến đến chết. Thành ra mình sinh ra là mình phải sinh nè, rồi lão nè, bệnh nè, tử nè. Bây giờ đó rồi mình tử, khi mình chết rồi mình có đem lại được cái gì không? Bây giờ mình nghĩ qua nè. Bây giờ mình nhắm mắt mình thử là mình nghĩ là khi mình ta chết rồi ta đem theo được cái gì? Thì Đức Phật nói là không đem được cái gì cả, thì khi đó chỉ đem theo được cái nghiệp, và cái nghiệp rồi thì nó cộng với sẽ nó sạch ra những cái quả sau này. Thì cái đế đầu tiên á, điều đầu tiên Đức Phật nói là cuộc đời này nó khổ, và ngài dạy cho biết là sanh lão bệnh tử khổ. Mà trong thời sinh lão bệnh tử khổ đó là cái nó cái chính, nhưng mà sống trên đời này cũng mình cũng có nhiều cái khổ nữa. Thế là trong đó có nói đây là mình muốn gần người thân mà không được gần thì mình cũng khổ. Rồi mình muốn xa những người mà không thích mà không xa được mình cũng khổ. Rồi thêm nữa là gọi là ngũ ấm xí thành là cũng khổ. Cái thân thể mình đó có khi thì nó như thế này, có khi thế kia, nó cũng khổ. Nhưng mà rồi Đức Phật nói là như vậy, tóm lại là hễ khi nào mà còn có thân ngũ uẩn này á thì còn còn có khổ. Thì ngay Lão Tử cũng nói là ngô sở dĩ hữu đại hoàng giả, vị ngô hữu thân, cập ngô vô thân, ngô hữu hà hoàng. Ta sinh ra tại vì ta có thân này mới khổ, nếu không có thân lấy đâu có khổ. Thì như vậy câu nó có hợp với Đức Phật không? Thì Đức Phật nói có thân mà khổ là chuyện thường, mà tại mình chấp cái thân này là của mình, cái đó mới khổ. Thành ra Lão Tử nói được, chỉ nói được một phần thôi. Đức Phật là một bên nói là hễ có thân thì phải có khổ, nhưng Đức Phật nó có thân có khổ là chỗ thường, nhưng mà tại mình cho cái thân này là của tôi, tôi có quyền kiểm soát đó, tôi có quyền kiểm soát, tôi làm chủ nó, mà bây giờ xảy ra như thế này kia thì là tôi không chịu, cho nên tôi mới khổ. Cũng giống như mình thấy cái vật đó mình tạm thời mình dùng, thì đến khi cái vật đó mà mất á thì mình đâu khổ. Mà mình nếu mà cho mà cái vật đó đó mà mình nói đây là của tôi rồi thì khi đó mất mình mới khổ. Đó là khi mà Đức Phật nói đến
bốn sự thật á, thì đầu tiên Đức Phật nói là sự thật, đầu tiên là Đức Phật nói đến khổ. Rồi bây giờ đó, Đức Phật nói là khi người nói khổ, nó nói là tại sao mà nguyên nhân gì mà đưa đến khổ? Tại vì đó gì, mình tham ái, mình dính mắc, do tham ái dính mắc đó cho nên mình mới khổ. Thành ra Đức Phật á là dạy cho chúng ta khổ đó, chẳng khác nào là Đức Phật dạy rằng cọp là thú ăn thịt người. Rồi Ngài mới đem cọp ấy về nuôi trong chuồng bằng cái chuồng rất là sắt, rồi chúng sanh cho chúng sanh tới đến để xem cái cọp là gì, cọp có đáng sợ không, thấy hình dáng của nó là đã thấy sợ rồi. Thì đó là khổ. Còn cái tập đế là ví như hành hành động của cọp đó, là hành động của cọp thì mình thấy mình khó mà biết được lắm, cho nên là cái phần đó là thấy khổ, thấy tập như vậy. Nhưng mà mình có thể hiểu theo một cái Đức Phật giảng giải nhiều cách lắm, mình có thể hiểu là mình do mình đã sinh ra quả đời này cho mình muốn đó, mình muốn là được 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 tốt đẹp, mình muốn đủ chiều hết, nhưng mà do cái muốn đó đó mà không được cho nên mình mới khổ. Thì cái nhân của nó là do tham muốn. Thành ra vì do mình tham muốn như vậy cho nên mình khổ. Thành ra khổ là nó có cái nhân á, là do tham muốn. Còn nếu mình không có tham muốn thì làm sao mà khổ được. Thành ra Đức Phật có nói trong chuyện kinh chuyện Pháp Luân: này các tỳ kheo, đây là nhân sanh khổ thật sự. Nhân sanh khổ thật sự đó là gì? Đó là ái dục. Ái dục làm cho chúng sanh sanh vào các cõi, rồi lẫn lộn ưa thích các cảnh giới như dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Mà muốn mà hết được được khổ vậy đó thì mình tu hành. Thì tu hành đó là lúc 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 đầu chỉ có thể diệt được một số tham ái thôi, lần 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 tu lên lên cao rồi mới diệt được những cái tham ái khác. Mà do có tham ái vậy cho nên mất phát sinh khổ. Vậy cho nên cái vị thánh thứ ba, vị thánh thứ ba là diệt được cái sân hận nhưng mà vẫn còn cái tham ái. Thì hỏi là tham ái gì? Họ tham ái được sinh về cái gọi mà sắc giới hay vô sắc giới, cái đó họ vẫn còn tham ái. Còn khi mà đắc A La Hán đó thì không còn tham ái, không còn muốn sinh vào cái cảnh nào hết. Bây giờ mình hỏi thử là ái dục là gì? Ái dục đó là tham muốn. Không không phải là ái dục chỉ là tham muốn một năm nữa thôi. Ái dục này là tham muốn đủ tất cả những gì mà trên thế gian này, cũng là gọi là ái dục. Nghĩa là còn tham muốn muốn được cái này, muốn được kia thì là đều là tham. Thì bây giờ đó mình nói là tham muốn trở thành A-la-hán có phải là tham muốn không? Hay muốn làm điều lành, điều tốt thì cái đó có phải gọi là tham muốn không? Thành ra cái chữ mà mình chữ tham muốn đó, nó là cái chữ mà gọi là nó là tục đấy, nó là ngôn từ thôi. Cho nên đó mình tại sao mình gọi là tham, mình nói là có ý muốn mà thoát khổ. Cũng như là muốn làm lành thì muốn muốn đâu, đặc tính của nó chỉ muốn, thì muốn đâu 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 phải là tham. Bây giờ mình phải thêm là muốn làm được tốt hay muốn làm được xấu. Thì khi đó là muốn làm được xấu đó, khi đó là mới có tham trong đó. Còn muốn muốn bỏ những điều xấu mà thì không thể gọi đó là tham được. Thì khi mình dùng cái ngôn từ nó tục đế đó, cho nên nó không, nhiều khi nó không diễn tả được những tất cả những cái sự thật ở trên thế gian này, mình chỉ tạm thời thôi. Ví dụ chẳng hạn như là Đức Phật nó phải hiểu biết cái chân đế và tục đế đó,
Bây giờ nói cái ly thì bây giờ mình tìm hiểu là tại sao gọi là ly là cũng khó mà trả lời đó. Thì tại sao? Tại vì ngày xưa đó cái ly nó không có tên, rồi họ mới đồng ý với nhau là phải đặt cái đó là cái ly, thì nó mới là cái ly. Và mọi người nói là hễ mà sao mà ai mà thấy cái ly đó là biết đó là cái ly. Cũng như khi sinh mà ra một đứa con đó thì mình đặt cho nó cái tên, chứ thiệt ra nó đâu có phải cái tên nó cũng sinh ra với nó đâu. Thành ra khi đặt cái tên rồi được chấp nhận với nhau là hễ đứa bé này đó mà khi gặp nó phải kêu nó là cái tên này tên kia để nhận ra. Thì khi mình sống ở trên thế gian này, đầu tiên là nó có cái tham ái, muốn mình tham ái muốn, do mình có tham ái vậy đó cho nên là bắt đầu mình mới có khổ. Và bây giờ đó cái phần đó là muốn mà diệt khổ là gì, thì diệt cái tham ái này, thì đó là muốn diệt tham ái đó. Rồi đó là cái gì, cái diệu đế thứ ba là sự thật thứ ba, là mình muốn mà hết khổ thì mình phải diệt tham ái. Rồi đó, mà muốn mà diệt tham ái đó thì mình phải có phương pháp để mình diệt, đó là mình dùng bát chánh đạo. Thì bát chánh đạo đó thì gồm có gì? Mình muốn mà thực hành bát chánh đạo thì đầu tiên là mình phải trong bát chánh đạo đầu tiên có chánh kiến. Nhưng mà như hôm qua sẽ nói đó, quý vị hiểu biết bát chánh đạo thì quý vị trở về như vậy, trở về chỗ đó là đầu tiên là mà mình phải có chánh niệm, tất nhiên là mình phải có sự ghi nhớ. Thì mà muốn mà thấy rõ bát chánh đạo mình phải hành thiền mình mới thấy rõ được. Thì khi hành thiền đó mình chăm chú vào cái đề mục, tất nhiên mình có chánh niệm. Ví dụ như mình là chú ý vào cái chuyển động của phòng sạc hay là chú ý vào hơi thở, thì mình phải có chánh niệm, mình nhìn vào cái đề mục đó. Thì khi mình nhìn vào đề mục là một cái chánh niệm, thì khi mà có chánh niệm vậy đó thì mình muốn mà đạt được kết quả thì mình phải cố gắng. Thì khi mình cố gắng nó vậy ra là nó gọi là có tinh tấn. Mà tại sao gọi là chánh tinh tấn, và cái chính là cái này nó đúng đắn, cái cố gắng này đúng đắn để nó đưa đến cái sự thoát khổ của mình. Thành ra đó mình chánh niệm vào cái đề mục thì mình nó sẽ thêm được là cái tinh tấn. Thì khi mà muốn chánh niệm vào đề mục, mà muốn quan sát cái đề mục để thấy nó là vô thường, khổ, vô ngã, thì mình ngoài tinh tấn rồi thì tâm nó phải định vào cái đề mục, chứ đừng có tán loạn nó chạy ra cho đề mục khác thì làm sao mình thấy rõ được. Thế mà hễ một cái chánh niệm đi thì mình sẽ có được tinh tấn, có được cái định tâm. Và khi mình tinh tấn và định tâm thì mình nhìn vào cái đề mục, mình nhìn vào đề mục đó để mình thấy cái gì, mình để thấy nó là vô thường, khổ, vô ngã. Mà trước khi mình thấy vô thường, khổ, vô ngã đó thì mình nhìn vào đề mục đó mình thấy nó chỉ là vật chất và tâm thôi. Thành ra đó, ví dụ như mình nói là mình chánh kiến là gì, chánh kiến là phải thấy rõ sự vật nó chỉ là vật chất và tâm mà thôi, là đó điều thứ nhất. Và thứ hai nữa đó, nó có thêm bốn điều nữa đó, là phải thấy rõ đó, người có chánh kiến là gọi là người thấy rõ sự vật trong thế gian này chỉ có là vật chất và tâm. Và phải thấy rõ gì, thấy rõ tứ diệu đế, thấy rõ khổ, thấy rõ nguyên nhân khổ, và thấy rõ là cách phải diệt cái khổ, và diệt cái khổ như thế nào, và thực hành bát chánh đạo. Thành khi đó mình gọi chánh kiến đó thì mình có thể tóm lại, người một cái chánh kiến là người phải thấy được gì, thấy được là sự vật trên thế gian nên nó chỉ chia làm hai thôi, là vật chất và tâm. Và tiếp theo là những bốn điều tiếp theo là thấy khổ tập diệt đạo, thì khi đó mới gọi là có chánh kiến. Thì khi mà có chánh kiến vậy rồi đó,
thì mình sẽ suy tư theo đúng chánh kiến đó. Là mình biết rõ là trên thế gian này là nó khó khổ tập diệt đạo, thành ra cái chánh chánh kiến rồi đến chánh tư duy là tư duy theo đúng cái chánh kiến. Mà nhưng mà đến khi mình thực hành đó thì mình phải dùng một chữ khác, mình không có nói chữ tư duy nữa mà nói là hướng tâm đến cái đối tượng. Thành ra mình có thể nói là chánh kiến, chánh tư duy, còn nói mà thiền mình nói là chánh kiến là gì? Chánh hướng tâm, tâm nó hướng đến đối tượng. Thì khi mình đã thấy được chánh chánh kiến này, chánh tư duy, thì lúc nãy mình có là tinh tấn này, niệm định, thì khi đó mình chú ý vào đề mục, thì khi đó nó cũng có ba cái yếu tố khác nó hỗ trợ cho mình. Mà cái ba yếu tố khác đó cũng gọi là một cách mà nó đến một cách mà có gọi là tự động á. Thì khi đó ví dụ như mình chú ý vào cái bụng, phòng mình nói là phòng, xẹp mình nói là xẹp, là mình nói thiệt, mình ghi nhận cái tham mà tâm mình đang tham thì mình biết tâm mình đang tham, tâm mình đang sân thì mình nói tâm mình đang sân, tâm mình đang si mình biết tâm mình đang si, cái tâm nó làm gì, thân mình làm gì để mình ghi nhận đó, thì như vậy đó là mình nói thật. Đó là nó gọi là thành nó chánh cử. Lúc khi mà hành thiền vậy đó thì mình tạo nghiệp lành, nghiệp tốt, cái nghiệp nó để nó đưa đến sự giác ngộ, thì như vậy mình có chánh nghiệp, mình tạo nghiệp tốt. Và chánh mạng đó là sự nuôi mạng chân chánh. Thì khi mà hành hành thiền vậy đó thì mình không có làm những cái nghề nghiệp mà nó không có chánh chánh mạng. Thì đó là năm cái điều mà người Phật tử là Phật tánh đó, năm nghề Phật tánh đó. Thì cái đó là quý vị biết rồi, cái đó là để chánh mạng đó. Không bán rượu, không bán thuốc độc, không bán khí giới, không không bán người. Thì những nghề nghiệp đó mình nói là chánh mạng như vậy đó, chứ không 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 phải là cái mạng sống, mà nói là làm những cái nghề nghiệp mà để nuôi cái mạng sống của mình đó. Thành ra có nhiều người hay lộn chữ chánh mạng với chánh nghiệp. Cái nghiệp đây là tạo nghiệp, tạo nghiệp tốt, chứ không phải nghiệp là nghề nghiệp. Cái chữ chánh mạng đó thực sự là chữ chánh mạng mình nói là nghề nghiệp á. Có chừng mà mình những khi học có chánh đạo nó hay lầm cho nó. Chánh mạng là nuôi mạng chân chánh. Mình làm những cái nghề gì mà để mình nuôi mạng chân chánh. Thì như vậy đó, người Phật tử thì họ có chánh mạng. Đống sư cái chánh mạng không? Ông sư đi khất thực ăn rồi thì có chánh mạng không? Thì thường thường chánh mạng là nuôi mạng chân chánh đó. Tổng sư cũng phải tránh những trường hợp như vậy. Ví dụ như mình nói là mình đi khất thực là ai cho vậy mình lấy, nhưng mà những trường hợp này là mình là không chánh mạng. Ví dụ như chẳng hạn mình đi khất thực rồi họ đem đồ ăn ra cho mình ăn, nhưng mình thấy trong nhà đó nó có mía ở trong đó, ở trong xa đó, thì mình không có được xin, phải không? Thì mình cái mình nói là ô từ trước nay tôi chưa thấy cái mía nó cũng bự như vậy, nó to như vậy, cái mía này chắc là nước nó ngọt lắm. Thì tự nhiên họ nghĩ nó để dâng cho sư cái mía như vậy đó. Tất nhiên là mình cũng không có chánh đạo đâu. Hay là tầm bậy trong xe nó ướm nó nói nó này nó kia đó. Hoặc là mình thấy có một cái gì là mình thấy họ có cái đu đủ đó, mình nói trời, cái đu đủ này thì thơm, mình nói cái màu sắc nó đẹp quá, hay là nó to lớn quá này kia, cái đó là mình nói ướm đó, thì nó cũng được, cái đó cũng gọi là nuôi mạng không có chân chánh. Trong cái một cái bài kinh Đức Phật cũng nói là muốn có chánh kiến đó ta phải hiểu rõ cái khổ,
Thứ hai là biết rõ cái nhân đó để mà sinh ra khổ, rồi biết rõ đó sự diệt khổ và biết rõ phương pháp để diệt khổ. Thì cái kinh nó nói vậy, nhưng mà tóm lại là gì, cũng là để thấy tứ diệu đế. Thưa sư, cái phần mà ở bên trên đó sư, phần thuốc bên trên đó, con thật sự con chưa hiểu là ba luân là cái gì đó sư. Cái phần mà hiểu lần thứ nhất, hiểu lần thứ nhì, hiểu lần thứ ba đó, tại sao phải chia làm ba luân như vậy? Cái đó là họ chia đấy là trong 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 chỗ mà thập nhị nhân duyên đó, họ chia ra vậy, thành ra mới chia ra ba luân. Mà cái ra mà muốn biết ba luân rồi có những cái vòng của nó đó, thì hôm nào sư nói về về cái thập nhị nhân duyên thì nó hơi dài chút xíu. Thì bây giờ cái đề mục này mình nói, nếu mà mình biết cái thập nhị nhân duyên đó, thì lúc đầu mình biết rồi nó thì sẽ chia ra những phần nhỏ nhỏ nữa. Ví dụ thập nhị nhân duyên làm thế này là có cái gì, đầu tiên là vô minh và hành, thì mình phải học đó. Mình biết vô minh là gì, là mê mà không biết, rồi hành đó là cái gì. Vậy thôi chắc là con thỉnh sư qua phần sau đi. Còn cái phần thập địa nhân duyên thì á, hôm nào đúng cái thời điểm thì lúc đó mình sẽ nói tiếp. Thành ra ở trong kinh Mắc Cá Visvanagà đó, thì trong đó có nói là thế nào là chánh kiến. Chánh kiến là hiểu rõ khổ, biết rõ nhân khổ, biết rõ sự diệt khổ, biết rõ phương pháp hành để diệt khổ. Và khi mình chánh tư duy đó, trong đó nói là tư duy là phải tư duy về gì, suy nghĩ về cái sự xuất thế gian, suy nghĩ về cái sự là không có oán thù, không sân hận, và suy nghĩ về cái chuyện mà không có làm hại người. Rồi về chánh ngữ đó thì nó rõ là tránh xa cái lời nói dối, nói sai về thật, tránh xa cái lời nói mà đâm thọc, hay nói hai lưỡi, mà tránh xa những cái lời nói mà hung dữ, độc ác, chửi rủa, tránh xa những cái lời nói vô ích, tục tiểu, rỗng không. Và chánh nghiệp á, thì nếu phân tích ra thì nó có ba nghiệp, nghiệp về thân, về khẩu, về về thân là tránh xa cái sự sát sanh, sự trộm cắp, sự tà dâm. Rồi nếu mà mình giữ được cái thập thiện đó, thì quý vị đã học rồi đó phải không? Thì đến cái lời nói là gì, không có nói dối, không có nói cái lời vớ, không có nói một lời mà không giữ cọc cằn. Thành ra cái vậy nhớ, mỗi bữa mà mình xin giới đó, con xin vâng giữ đều học là cố ý tránh xa sự nói dối và cái gì nữa, nói hai lưỡi, rồi nói những lời nói dữ và nói những lời vô ích. Còn chánh mạng đó gì, là mình có thể hiểu là không có những cái điều mà xin nói về chánh mạng đó, không làm cái nghề mà những cái nghề mà nó không chánh mạng. Thì như cái vị nhớ cái điều đó chắc nhớ rồi phải không? Không không bắn, không bắn gì, không bắn thú, không có bắn người, không buôn bán thuốc độc này kia đó. Cái chánh tinh tấn này là cố gắng mà tinh tấn để mình thực hành giáo pháp, cố gắng tinh tấn tấn mà để mình giữ giữ giới, cố gắng tinh tấn mà để tạo tâm tịnh và phát triển trí huệ, rồi là phải thêm mà có chánh niệm. Chánh niệm trong cái phần chánh niệm đó, nhiều nó có nhiều đề mục lắm, mà những người mà thông thường đó thì phải mình chưa có hành thiền được khá, thì mình phải có những cái đề mục phải niệm, nhất là mình phải niệm về cái sự ô trược của cơ thể đó, để cho gì,
để mình chán, để mình khỏi có dính mắc vào cơ thể mình nhiều mà cũng không có dính mắc vào cơ thể của người khác, thì những phần mà Đức Phật bảo mình như vậy. Rồi nếu mà chưa mà hành thiền minh sát được khá thì mình cũng phải có những cái pháp mà quán tưởng khác, để khỏi mình phải si mê vào trong đó. Ví dụ như là quán tưởng đến cái sự ô uế của thực phẩm, quán tưởng đến cái sự dơ dáy của các cơ phận của cơ thể mình, để cho mình khỏi dính mắc vào cơ thể mình và khỏi dính mắc vào cơ thể người khác. Rồi có nhiều khi mình cũng phải niệm về sự chết nè, để mà chết để mình trở nên tinh tấn, mình cố gắng mình hành thiền. Những cái Đức Phật cũng dạy, ngoài việc hành thiền minh sát ra thì Ngài cũng có dạy cho mình là 40 cái đề mục về hành thiền chỉ. Thì tùy theo, có ví dụ như có những nguyên vị thiền sư mà dạy dỗ cho Phật tử đó, thì biết rằng là họ hiện tại đó là họ cho họ hành thiền minh sát thì họ chưa hành thiền được tốt đẹp, cho nên cần phải có những pháp bổ túc trong đó, cho nên cho hành thêm là niệm thiền chỉ với là cho hành hành thiền niệm tâm từ. Giống như ở đây mình hay cho niệm tâm từ vậy, tại vì khi nó tâm mình chưa được tốt đẹp, những cái phiền não nó tiềm ẩn trong trong tâm nó còn nhiều quá, cho nên phải thực hành thêm một số về cái thiền chỉ đó. Thì khi mình hiểu về việc tứ diệu đế đó thì cũng có Đức Phật cũng có đưa ra những ví dụ để cho mình hiểu. Cái khổ đế đó như là chứng bệnh của chúng sanh, tập đế đó là nguyên nhân của cái bệnh của chúng sanh, và diệt đế là đã lành bệnh, và đạo đế là cái phương thuốc để mà trị bệnh. Rồi cái khổ đế đó có cái vật là Đức Phật đưa ra cái ví dụ thứ hai, khổ đế như là một cái đồ vật mà mình đang đang vác. Rồi tập đế là gì, cái nguyên nhân của mình phải vác cái đó là tại sao. Ví dụ như là họ bắt mình vác, mình làm thuê hay là vác cái đồ đó để mình đè và mình dùng. Rồi cái diệt đế đó giống như là sự liền bỏ cái vật nặng nó xuống, và đạo đế là cái phương pháp mà liền liền bỏ vật nặng nó xuống. Ví dụ tại sao mình nói đến phương pháp, ví dụ một vật nặng mà mình để trên vai đó thì mình để xuống như thế nào, chứ không phải vật nặng mà mình vắt xuống đây là nó được đâu. Mình nhiều khi vật nặng xuống là mình vắt xuống nó hư đây, thành ra cái ví dụ mà thứ hai là nó vậy, là giống như đang mang vật nặng rồi là vắt vật nặng xuống, rồi mình phải biết cái phương cái cách mà bỏ vật nặng nó xuống nữa. Cái ví dụ thứ ba là Đức Phật đưa ra là khổ đế như người có oán thù, tập đế như là nguyên nhân của sự oán thù, và diệt đế là cởi mở được sự oán thù, và đạo đế đó là phương pháp mình để cởi mở. Rồi Đức Phật thêm cái ví dụ này là khổ đế như cây có thuốc độc, tập đế như là mình biết rõ là cái đó nó nằm ở trong cái rễ cây, diệt đế là sau khi đã lấy hết chất độc, đạo đế là cái phương pháp để lấy hết chất độc trong rễ. Thì khi mình thực hành như vậy đó thì từ 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 là mình sẽ giác ngộ đạo đạo quả. Thì khi mà thực hành như vậy đó thì mình sẽ có những cái trí tuệ. Đầu tiên nó có trí tuệ phân biệt được thế nào là vật chất, thế nào là tâm. Rồi phân biệt được á, mỗi cái vật chất á, nó có nguyên nhân của nó, và mỗi tâm mình khởi sinh ra nó có nguyên nhân của nó. Rồi á, mình hành thiền để mình thấy những cái vật chất hay tâm nó vậy đó, nó cũng là vô thường, nó sinh rồi nó diệt, nó sinh rồi diệt. Rồi từ 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 mình thấy 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 rõ hơn, từ các tuệ giác mình lần 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 mình tiến hơn, rồi mình sẽ tiến lên từ tu đà hoàn, tu đà hàm, a la hàm cho đến a la hán.
Thì đó là mình nói đến cái phần gọi là thấy các pháp diệu đấy. Rồi đó, khi mình thấy được các pháp diệu đấy rồi, tức như là mình thấy Niết Bàn. Dạ, bây giờ mình thấy thấy Niết Bàn là gì? Thấy Niết Bàn là khi đó mình có thể được nghĩa là khi nó không có còn ái dục nữa, khi không còn ái dục. Khi đó mình vượt ra khỏi mọi sự trói buộc, và cái quả đó là khi mà mình đã đạt được, thấy rõ được tứ diệu đế đó, mình đã niết bàn rồi đó. Thì mình có hai cái, một niết bàn là mình hưởng trong việc hiện tại, thì cái niết bàn đó là gọi là hữu dư niết bàn, là cái thân mình vẫn còn sống, thì là cái ngũ uẩn đó, nó chưa có tiêu diệt. Còn vô dư niết bàn là gì? Khi nó ngũ uẩn nó tiêu diệt rồi. Thì có một cái là hữu dư, hai cái là vô dư niết bàn. Thì niết bàn đó thì mình có thể định nghĩa là gì? Là dập tắt cái lửa tham sân hận si mê. Mà do nếu mà như vậy đó, dập tắt hết tham hết sân hết si rồi, là hết cái nguyên nhân đó, đó mà có thể là tái sanh. Thì như vậy là mình không còn tái sanh nữa, mình không có khổ nữa. Thành ra cái Niết Bàn là cái chỗ mà hoàn toàn an tịnh giải thoát. Thì người ta hỏi là Niết Bàn là cái gì, thì cái Niết Bàn là định nghĩa là khi đó mình không có còn khổ nữa. Và một cái định nghĩa này là mình ở đây hiện tại mình đang khổ đó, là mình bị tham sân si. Thì Niết Bàn là không còn tham sân si nữa. Thành ra ví dụ như quý vị thấy muốn biết Niết Bàn là gì, quý vị thấy thử nè, một hôm nào mình cố gắng mình tập là mình không có giận dữ, nhưng mà có một bữa nào mà ai nói một câu gì đó là mình, bữa trước mình hay giận dữ lắm, bữa nay là rõ ràng mình không giận dữ, thì mình thấy mình rất là khỏe, mình rất là sung sướng hạnh phúc, rồi mình giữ được cái đó thôi, hạnh phúc hạnh phúc. Thành ra cũng như cũng có nhiều cái cách đó để mình giữ được, có những cách bình thường cũng có những cách hành thiền. Cũng như là có một lần nọ, có một cái cô kia cô hay nóng nảy lắm, đại sư mới hướng dẫn cho cô, là sư mới nói này. Nói ở đây đó, những người nào mà muốn mà trở thành một tài tử hay là trở thành một một một, một minh tinh tài nữ đó, thì mình như vậy đó, hay là muốn trở thành một kịch sĩ giỏi đó, thì mình phải lên cái đại học gieo, mình học cái cách mà trước khi mình học như vậy đó, là họ cho mình vô thử, họ coi thử mình có đủ khả năng mà để thành một kịch sĩ không. Thì khi đó đó họ mới thử cho mình. Ví dụ như họ nói là bây giờ quý vị đây, tôi không cần hướng dẫn quý vị gì, quý vị tự động quý vị đóng thử đây. Là ví dụ như là bây giờ tôi đưa cho quý vị một cái thơ, có một người nào đó họ chửi bới quý vị, đúng không? Thì khi vị nắm được cái thơ vậy, cứ mở ra thơ đọc á, thì cái vị phải làm như thế nào để chứng tỏ là cái vị đương giận dữ. Thì mình muốn làm gì đó mình làm, thì có người làm cách này cách kia, nhưng mà nếu mình đóng được mà người ta thấy được là mình giận dữ đó, thì vậy là họ chấm điểm mình là cho mình có khả năng. Mà chỉ cần á mình đóng qua giận dữ nó đúng được chừng 40% thôi, thì là họ 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 họ, họ nói mình có cái năng khiếu rồi. Thì như vậy đó, nếu một người nào mà đóng được 40% như vậy đó, thì là mình có thể làm tài tử. Mà mình đi qua cine đó thì thấy là người nào mà đóng được chừng đó thôi đó, là mình cũng muốn đi tới đó, mình coi cái cine đó. Rồi xin mới nói mà bây giờ cô thấy này, bây giờ đó khi nào mà ai mà giận dữ với cô, thì cô nhìn họ đó, cô coi cái thái độ của họ, thì cô thấy có phải người đó họ đóng cái vai giận dữ đúng 100% không? Có phải không? Thành ra khi nào mà ai mình đang giận dữ mình á, ai đang chửi bới mình á, thì mình dùng như cái cặp mắt giống như mình đương đi qua cine vậy. Thành ra mình sẽ thấy họ đóng hay lắm, mình thưởng thức được tới 100%. Thành ra ngày xưa cũng như vậy đó, cũng như là có một cái ông đó đi với vị thầy, thì
một vị thầy đó là cũng là vị sư, ông là ông cha gì rồi ông nói thưa thầy cho con đi 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 vào ông đường chút xíu. Thì ông thầy nghĩ là ông này là ông đi vào có thể ông đi tiểu đi tiêu gì ở trong rừng không, thì ông đợi ông đây chắc mình đợi lâu quá. Rồi đến khi về ông hỏi con đi đâu, nó là con đi coi mấy người làm xiếc. Thì vị thầy nói là xiếc gì mà con mê vậy, nó có cái ông đó ông làm cái chó sủa hay lắm, rồi ông làm mà ông giả được tiếng thú vật tiếng con này kia ông làm được hết đó. Thì ông thầy ông dạy cho ông đi vào ông nói được ông làm dở làm không đúng đâu, bây giờ thầy sẽ chỉ cho con có những người họ hay lắm. Thì ông đi một lát rồi đó thì ông nói con có nghe tiếng chó sủa không? Dạ con nghe. Con so sánh đừng coi này, cái con chó sủa này nó sủa hay hơn hay là cái ông mà ông lập xếp cái này sủa hay hơn? Thành ra đó có nhiều người đó không nhìn vào sự thật mà cứ ưa đi, đi coi những cái sự giả thôi. Thì sư nói cho bạn nghe vậy, cho nó bây giờ đó ai mà làm cho cô bực mình đó, cô nhìn giống như họ đang đóng kịch vậy. Thì cô nói khó lắm sợ, nhưng mà mới 3 4 ngày sau là bà mới kêu điện thoại nói sợ, bà nói con tưởng là sư nói vậy nói giỡn giỡn mà bây giờ con tập được rồi sư. Rồi sư hỏi tại sao mà bà tập được, bà nói ở trong trong cái chỗ con cái chỗ nhà già mà con đó con được vô ở nhà già sớm hơn, bởi vì ngày xưa con có cái sự xích mích một chồng, rồi con bực mình nó cũng biết thành đau thần kinh, nhưng mà nhờ con hành thiền rồi đó thì con đỡ đau thần kinh, nhưng mà con cũng có tiền sử đau thần kinh rồi cho nên là con xin vào ở trong nhà già được. Những người khác là phải 65 tuổi đó mình trở lên mới được mà con nhỏ mà họ không cho vào, thì con vô trong đó, đó thì con trẻ hơn mọi người cho nên đó, con có đi học về yoga đó mà thầy con vô con dạy cho họ. Thì khi mà con dạy cho họ như vậy đó thì có những người mà họ không có dạy yoga mà thấy con được nhiều người mà mến mộ, rồi lâu lâu là họ đem quà để cho họ tặng cho con, cho nên có một cái bà kia bà ganh tị bà cái cằn nhằn con đủ thứ chuyện đó. Nhưng mà một bữa đó là con mới dạy cho họ tập yoga xong thì bà bắt đầu họ vô bà la lối con rồi bà xỉa xói vào cái mặt con, thì cái tự nhiên cũng nhớ cái lời sư nói nó để mình coi thì cái bà này bà làm gì mình coi giống như một vợ vợ cảnh, thì con theo dõi từ đầu đuôi bà nó dạy nó con thấy con buồn cười chứ con thấy rồi con thấy ồ bữa này sao mình coi cái vở kịch thiệt là hay, bà này bà đóng hay thiệt đó, con nhớ những cử chỉ của bà mà nhảy nè mò tưng 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 vậy đâu, bà chỉa cái tay vào cái mặt không bà chỉa xóa mà con lúc mới tiên tỉnh rồi thôi. Thì mấy bữa trước đó, mà bà chỉa xóa mà la lối người khác đó, mà la lối là nhiều khi cả 15 phút mà bây giờ con cứ nhìn bà vậy thôi bà la lối có 5 phút rồi. Cái đó khi đó 5 phút xong đó rồi khi khi cái đó còn cái yên tĩnh cũng nói thôi chị ơi chị sao chị mà muốn 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 la rầy em cái điều gì đó thôi ở đây em đông người quá, khi nào mà chị muốn la rầy em thì đi vào trong phòng của em á mình la rầy chứ ở đây mình làm gì. Nên rất là ngó nó cũng được. Thì cậu nói rồi đến khi cậu về phòng rồi đó thì một lát sau thì có mấy người đi vào mà nó nói là sao mà chị hay vậy chị á, tôi mà cái con mẹ nó vẫn gặp với tôi là tôi phải nhảy tôi đánh cho nó một trận đó chứ mình sao sao mà chị mà hiền vậy, có lẽ là có phải là có vẻ giờ chị hành thiền không chứ tự nhiên nói tự nhiên của nó đúng rồi nhờ tôi hành thiền này đó, cho nên mấy người đó không biết năn nỉ em nói thôi bây giờ chị dạy chị tập thể dục cho em rồi bây giờ mỗi ngày cho tụi em hành thiền thêm chừng 5 phút thì bà bắt đầu trở thành thiền sư. Nhưng mà bà nói là cái ngày con mới làm thì giống thiền sư 2 3 ngày thôi mà bây giờ tự nhiên cũng không dám chẳng á không dám chẳng ai làm gì đó, con nói là họ tin tưởng vào mình đó, họ nghĩ mình làm thiền tốt rồi cho nên nhờ vậy đó mà bây giờ con kiểm soát được cái tâm tâm, thành ra bây giờ quý vị nào
không? Mà bây giờ mình thực hành đây, mình muốn cho mình tập cái tâm mình đừng giận á, mình đi dạy cho người khác này, chỉ dẫn vào rồi mình nói tôi tập mấy mình, tôi thấy kết quả thì tự nhiên mình thấy mỗi lần mà mình giận lên cái bây giờ ta là thiền sư rồi, làm sao ta giận được đó, đó là cái cách mà làm cho mình thấy giận. Bài thiền sư à, mình kết thúc cái bài giảng ở đây này. Sư ơi, con có đề xuất như vậy nè. Hôm trước đến giờ sư giảng cũng liên tục á, nhiều bài rồi. Mình còn hai bài nữa là kết thúc cái loạt bài này. Cho nên á, là ngày mai á, con đề xuất á, là hai bài này để hết vào ngày mai đi. Chiều hôm nay á, thì không có giảng pháp nữa. Chiều hôm nay chỉ là cái mục hỏi đáp thôi. Tức là các thiền sinh ở đây nè, có câu hỏi gì hoặc là các cái vị trên mạng á, có câu hỏi gì á, thì vui lòng á, đánh cái câu hỏi ra, rồi sau này chiều nay á, rồi nếu như có hỏi cái gì á thì sư giải đáp cái đó thôi sư. Mình nhớ rằng là những cái gì mà có thể có những cái điều mà sư giải đáp được, còn cái gì mà sư chưa giải đáp được á là thì sư sẽ hẹn quý vị làm một ngày khác, chứ không phải là tất cả một câu hỏi mà sư có thể trả lời được hết đâu. Với lại những câu hỏi á, tốt nhất á, là liên quan đến cái việc thực hành thiền minh sát, liên quan đến cái việc thực hành đạo Phật trong đời sống hàng ngày, hoặc là cái loạt bài mà chân đế tục đế sư vừa mới giảng được rồi á, hoặc là 38 pháp hạnh phúc. Chứ những câu hỏi nào mà nó thuộc về là thấy giống như là hỏi chuyên sâu về vi diệu pháp hay cao siêu quá thì những câu hỏi đó cô xin phép là cô không có đọc. Để khi nào có dịp á, gặp trực tiếp thì lúc đó sư giảng sau ạ. Quý vị mà muốn hỏi về vi diệu pháp á, thì để một ngày nào đó thì sẽ mình gửi rồi nói về vi diệu pháp, rồi sư sẽ đưa một cái sư cô giỏi về vi diệu pháp đó thì chỉ dẫn cho quý vị. Đến đây là cũng vừa đủ thời giờ rồi. Thì cũng như những lần trước á, quý vị nãy giờ mà chăm chú nghe pháp, chăm chú trong khi quý vị nghe pháp vậy đó, nó cũng có cái quyết tâm là ta phải sự thực hành theo những cái điều mà sư đã nhắc nhở. Do phước báo đó của quý vị đó, thì quý vị đã tạo được nhiều phước báo, thì quý vị đã dùng cái phước báo đó để mình chia sẻ đến cho tất cả mọi người, mọi chúng sanh. Thì quý vị nhớ là khi mà quý vị đương nghe pháp đó, thì lúc nãy mình có đọc một cái bài đó, mình có cái bài mình thỉnh chư thiên á, mình thỉnh nào tới để nó là thỉnh pháp sư, mà trong đó đó là cũng có nói đến là mời quý vị tới đó nghe đó. Thành ra nhớ là khi mình sắp sửa nghe pháp đó, thì thường 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 đó, mình khi mình nói phẩm sư, nói là phẩm sư, nhưng mà mình có những phần mà mình nhắc nhở đó, những vị chư thiên đó họ đến thì như vậy đó, khi mình nghe pháp vậy đó thì mấy vị chư thiên họ cũng tới ngay rồi, là họ cũng chờ đợi đó mình chư phước họ đó. Cho nên đó mình làm cái việc thiện gì hay mình nghe pháp gì đó thì những vị chư thiên họ muốn tới đó, cho nên mình phải chia phước đến cho những vị chư thiên. Bây giờ quý vị có thể đọc cái bài mà chia phước cho chư thiên dưỡng câu nhân chư thiên trong vòng tỉnh xa ngữ yên hàng ngày, những nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất nơi cây bồ đề, chúng con xin hội họp về, sẽ dùng pháp thi tiện về cúng dâng, rồi xin hộ độ chư tăng, cửa từ ẩn nao phước hành hạ xa, tỳ khưu chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tín nữ công phu, đều là thí chủ đồng phù trợ nhân, những người trong khắp thôn lân, kiều cư châu quận được phần an khương,
chúng sanh vốn loại không thường, nón thai khắp hoa phi lương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, đắng mà dứt khổ chuyện quanh đoá đầy, cầu cho hưng thạnh lâu dài, pháp thiện tri thức các ngài mở mang, bậc tu sinh được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi. Xin cho cả mấy chúng con tâm hoa trong pháp Phật nói giáo truyền. Xin cho sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ nằm nơi tâm trong ngày vị lai. Thường thường mình làm phước á, mình phải đọc cái bài hướng sao là trong kinh có nói là, cái vua Ba Tiên Nặc ngày xưa đó là vua có rất nhiều bà con thân quyến ở những kiếp trước, nhưng mà là những người nào sinh làm cái lọc quỷ, mà lọc quỷ đó đó là ngày xưa là họ chúng họ có một phần họ nói là họ không tin tưởng vào sự hồi hướng phước báo này kia. Cho nên kiếp này là đạo họ ai mà hồi hướng phước báo họ không mới được hưởng. Nó có vậy, thành ra khi mình làm phước gì mình phải hồi hướng. Cho nên thì khi đó là cái ông vua Ba Tiên Nặc thì ban đêm đó ông nghe một tiếng là to lắm, rồi mình la rồi và nói một cái câu nói mình chưa nói hết rồi là chấm dứt rồi, thì ông mới tới ông gặp Đức Phật. Thì Đức Phật nói là ông có những người bà con thân quen mà nó đợi chờ ông chiêu phước cho nó lâu lắm rồi mà ông không chiêu phước, bây giờ ông làm được phước báo gì ông nên chia phước cho nó. Thì khi đó ông mới bắt đầu ông cúng dường bố thí, ông vua thì ông cúng dường nhiều lắm, ông cúng dường, thì ông cúng dường rồi đó nhưng mà bởi sao ông vẫn còn nghe cái câu đó nữa. Thì Đức Phật hỏi nó là ông hỏi Đức Phật nói là bởi vì ta đã nói ngươi chia phước cho ông rồi, cho mấy người nói mà người làm phước thôi cho người không có chịu thì ông phải làm phước thêm lần nữa, rồi bắt đầu chịu phước cho những người đó. Thì tối đó là ông nghe những cái lời mà cảm ơn đó của những cái vị đó. Thành ra có nhiều người đó họ phải hưởng được những phước báo của người khác, do đó mình làm phước mình phải chịu phước, nhưng mà mình chia phước cho những người mình được hưởng được đó thì chỉ được một số thôi, chứ không phải người nào cũng nhận lãnh được đâu. Ví dụ như mình bây giờ mình chia phước, mình nói chia phước cho tất cả chúng sanh. Ví dụ như mình có bà con mà mới mất là chia. Nhưng mà những chúng sanh khi mình mất rồi đó, họ có thể sinh vào cảnh giới này cảnh giới kia. Nếu họ sinh lên quả trời thì họ đâu cần phước của mình, đâu cần chia. Họ ở địa ngục nữa làm sao mà chia? Hoặc là bây giờ nó ở trong bụng mấy con chó, con mèo rồi, phải không? Phải chia làm sao nó hưởng được. Thành ra đó, rồi hay là họ ở dưới địa ngục, ai cho lên là để nhận phước. Thì chỉ có một cái loại là gọi là một loại giống như mà ma quỷ đó, ngạ quỷ đó, quỷ đói đó. Mình những quỷ đói đó, nó phải sinh gần cái chỗ mình nè, thì nó mới tới xin phước, thì khi đó mình mới chia phước cho nó. Cho nên là mình làm điều này kia mình phải biết mình chia phước. Thì nếu mà bà con thân quyến của mình á, nếu mình xin làm cái loại ngạ quỷ đó thì họ tới họ hưởng phước đó. Nhưng mà nếu mà bà con thân quyến mình mà không xin làm ngạ quỷ thì sao? Thì mình cũng có thể nhờ chư thiên, ha, mình nói là sau khi mà chư thiên mà tôi chia phước chư thiên rồi, xin chư thiên mà bắt bảo cho những người mà thân nhân của chúng tôi đó ở xa không ai biết. Nhưng mà mình
dầu cho không có gì được nữa thì nó cũng về phần phước, về phần mình. Thành ra Đức Phật nói là mình muốn mình giúp đỡ cho ai đó, Đức Phật nói là phải giúp đỡ lúc còn sống, chứ không phải đợi họ chết rồi mới chia phước. Đến đợi khi mà họ chết họ chia phước là nhiều cái họ, thì cũng giống như là một sẽ có một người bạn đó, thấy không, một bữa nó gửi thơ đi cho nhiều bạn bè đó, rồi nó nói vậy, nó nói bây giờ ta qua đây ta nghèo khổ quá, nhưng mà nếu mà ta chết đi đây chắc chắn tụi bay phải đi điếu, và đi điếu thì mỗi đứa mà đi điếu tao ít nhất cũng phải là từ 50 đến 100 tận để mua cái vòng hoa này kia đó, nhưng mà khi đó ta đâu hưởng được gì đâu, thôi bây giờ đó tụi bay gửi tiền đi điếu ta trước đi đó. Một đứa gửi 20 đến 50 cũng được rồi, để tao có thể hưởng được chừng đó, chứ đến khi tao chết rồi đó ba tụi bay đi điếu ta nữa thì tao cũng có được hưởng gì. Nó viết thơ nó gửi cho bạn bè vậy đó, mà nó nhận được tiền đó. Thưa sư, với lại cái chuyện hồi hướng này á, cả người còn sống á, lẫn những người đã khuất á, thì á, họ cái người mà được hồi hướng họ phải hoan hỷ á, thì họ mới được nhận, đúng không sư? Đúng rồi, họ phải được nhận. Còn bây giờ ví dụ chẳng hạn như mà cái người nó phải biết mới được. Còn bây giờ ví dụ chẳng hạn như là mình có cha mẹ ở Việt Nam, mình đi làm phước gì đó thì mình nói với cha mẹ, nói là con có làm phước nè, xin cha mẹ vui vẻ. Nhưng mà biết được rằng là cha mẹ có vui vẻ không, chứ mình đi làm phước nói là nó con đi làm phước rồi kỳ nó con làm trai tăng rồi hết tốn 500-600 rồi, là khi nó mới nói cha mẹ mình nói bài đặt hồi hướng tao bảo gửi về 100 mà không có gửi đây 500 đi cũng chỗ này kia, thành ra cũng phải tùy theo người mà nhận được cái sự hưởng của mình có hoan hỷ không. Cô tắt nha sư.